Xin chào các bạn, mình là Lâm, mình ở Nghệ An. Hôm nay mình xin làm một video nhỏ để giới thiệu về chiếc xe đạp siêu phẩm Sava Colorado màu đỏ. Sau nhiều lần mình tìm kiếm nhiều loại xe thì mình đã phát hiện được chiếc xe Sava với thiết kế và màu mã rất đẹp. Và mình đã liên hệ cho shop xe đạp thể thao VIP Hanoi.com và đã được giới thiệu rất nhiệt tình và đã quyết định sắm cho mình chiếc xe đạp Sava và đã được giao hàng rất nhanh. Sau khi sử dụng thì hàng rất tốt và màu mã lại đẹp. Mình không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn shop đã gửi hàng đảm bảo chất lượng và hàng sử dụng rất tốt. Mình xin cảm ơn. Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ đánh giá của anh Lâm về chiếc xe đạp Sava Colorado đã mua tại shop xe đạp thể thao VIP.com. Anh Lâm chia sẻ thì từ lúc được tư vấn cũng như là mua xe nhận xe thì anh rất là hài lòng về dịch vụ, cũng như là nhận xe thì anh rất là hài lòng về chất lượng của xe. Và bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao VIP.com hay liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn mua xe và nhận xe nhanh nhất. Và sau đây shop sẽ phát video review siêu phẩm đua Sava Colorado để bạn xem chi tiết về chiếc xe đạp này. Mời bạn cùng xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn một gian siêu phẩm đua 2020. Đây là những chiếc xe đạp đua đẳng cấp hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam thì được các bạn đang săn đón rất là nhiều. Và trong video này shop đang dựng 7 chiếc bạn nha. Có 3 chiếc Sava X3 đủ màu luôn. Sava X3 đời 2020, tem phản quang xoắn ốc màu đen đỏ, đen xanh và đen vàng. Và có 2 size 47 và 50. Bạn thích chị nào bạn chọn chị đó. Bạn vừa xe nào thì bạn đi xe đó, rất dễ dàng các bạn nha. Để bạn dễ dàng chọn lựa thì shop đưa đến đủ màu như này. Và tiếp theo là một dàn siêu phẩm đua 2020 Sava Colorado, gồm có màu xanh lục bảo đây bạn nhá, màu xanh lục bảo này, màu xanh thiên thanh, màu đen rất là đẳng cấp, màu đỏ rực rỡ luôn đó. Và có 2 size bạn nhá, size 47 và size 51. Và để bạn biết chi tiết hơn về mẫu xe đạp siêu phẩm đua Sava, shop sẽ lấy một chiếc Sava Colorado và review cận cảnh chi tiết, mời bạn xem luôn. Đây chính là chiếc Sava Colorado. Sava Colorado màu đỏ tem trắng bạn nhé, màu đỏ tem trắng. Xe được thiết kế cực kỳ đẳng cấp và mạnh mẽ luôn, thực chất từng chi tiết bạn nhé, từng chi tiết. Xe được thiết kế full carbon và full Shimano 105/7000. Vâng, full carbon gồm khung carbon, càng carbon, tay lái carbon, cọc yên carbon và vành carbon rất đẳng cấp bạn nhé, vành carbon. Và carbon sử dụng cho Sava đó là carbon carbon cao cấp của nhà máy Touring Nhật Bản, sợi carbon mạ T800 được dệt dày hơn, cứng hơn và nhẹ hơn. Và Sava thì chuyên sản xuất xe đạp thể thao cao cấp, thế nên chiếc xe đạp này khung sườn bảo hành tới 5 năm bạn nhé, bảo hành tới 5 năm. Sava Colorado thì có 2 size là size 47 và 51. Bạn có chiều cao bao nhiêu hãy liên hệ với shop để được tư vấn mua chiếc xe với màu yêu thích cũng như là size phù hợp nhất với mình. Tay lái carbon. Tay lái carbon được thiết kế theo dạng cánh, dạng khí động học bạn nha. Để tay ở vị trí này thì cực kỳ thoải mái luôn. Toàn bộ cáp được âm trong khung và âm trong tay lái. Đây bạn thấy này, hô tăng bằng nhôm sử dụng của hãng Klein, một thương hiệu nổi tiếng của Ý, dân châu Âu thì rất yêu thích cái thương hiệu này. Đây là chiếc phuộc của Sava Colorado. Đã được ghi thông tin ở đây rất là chi tiết này. Thử đã kiểm tra thử lực ở áp cao đối với lại chiếc phuộc này. Vành carbon hai lớp cao tới 4 cm bạn nha. Cao tới 5 cm. Vành carbon cao tới 5 cm. Vành thì có tem dạng phản quang dạng hạt như bầu trời đêm nhiều sao vậy, óng ánh khi ánh điện chiếu vào này. Nan hoa bằng thép, chân nan hoa inox. May ơ thì sử dụng bi bạc đạn rất trơn và sớm của hãng Sava bạn nha. Lốp thì lốp Ultra Sport 700x25, một cặp lốp tiêu chuẩn. Xe này rất bon luôn, rất trơn luôn này. Quay nhẹ nó đã 5 bánh rồi, chỉ quay nhẹ thôi.
Sava Corrado được trang bị bộ truyền động của Nhật với Shimano 105 R7000 chạy full loop gồm tay đè lắc Shimano 105 R7000. Phanh trước phanh sau Shimano 105 R7000. Tuyệt đỉnh bạn nha. Chiếc yên thì yên Physics của thương hiệu yên nổi tiếng và một chiếc yên đắt tiền bạn nha. Yên Physics của Italia. Gạt đĩa, đùi đĩa Shimano 105 R7000. Gạt lip, lip 105 bạn nha. Gạt lip là Shimano 105 R7000. Xích sử dụng xích KMC, một thương hiệu nổi tiếng luôn, rất thân thiện. Và cái lúp Shimano 105 R7000 được xuất xứ tại Nhật Bản như Xúc cũng đã chia sẻ và được in trên những cái phụ kiện chi tiết như thế này. Trục giữa thì sử dụng trục FBB, đây là bộ đùi đĩa trục rỗng tuyệt đỉnh luôn. Sava Corrado màu đỏ tuyệt đẹp bạn nha. Như Xúc chia sẻ thì Sava Corrado có 4 màu, đó là màu đỏ, màu đen, màu xanh thiên thanh và màu xanh nhục bạc. Xúc cũng sẽ làm review từng chiếc. Và bạn thích màu nào, Shop gửi đường link để bạn xem chi tiết. Và bạn thích chiếc nào thì hãy liên hệ với Shop để chọn và mua nhanh nhất. Và những chiếc xe đạp Sava X3 đời mới nhất 2020 sử dụng kèm phản quang xoắn ốc này, Shop cũng sẽ làm review và phát sóng trên kênh YouTube Xe đạp Thể thao Vi.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Để bạn đến với Shop chắc chắn qua những video này bạn sẽ tìm được chiếc xe đạp như ý với giá thành tốt nhất. Shop thì bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua địa hình hybrid touring, những chiếc xe đẳng cấp và nhiều phân khúc, nhiều mức giá, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ. Và đến với Shop chắc chắn bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để mua cho mình được chiếc xe đạp ý. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.